Ok, chào mọi người nhé. Hôm nay là lên tiếp người một clip về máy câu nha mọi người. Thì clip này thì đa phần những máy còn sót lại ở nhà nè, những con máy Ben cũ nè, từ Win, Abu, Daiwa Seatech, Billmaster. Rồi để mình lên cụ thể từng máy và giá cả cho mọi người xem nhé. Shop bán hàng thì cho mọi người kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Nếu hàng lỗi một hôm clip sắp lên á thì anh em cứ gửi về cho shop nhé. Rồi cảm ơn mọi người. Gửi lên mọi người máy số 1. Thì máy số 1 lên cho mọi người là một con máy của hãng Ben. Một con đúng nghĩa là một con máy cổ luôn mọi người, một con Ben cũ nè, đó. Con Ben này thì được sản xuất tại Mỹ nhá. Bên xuống đây. Một cuối cối nó thì bị oxy hóa nè, đó. Nhưng đổi lại thì cái hoạt động mọi chức năng của nó thì bình thường. Con lăn này bằng đá thì vẫn lăn đó, mà con máy cổ mà con lăn này vẫn lăn thì yên tâm. Hoạt động rất là êm nha mọi người, êm và mượt. Con này thì chỉ quay tay trái thôi nha anh em, đó. Rất là êm. Đặc biệt là mấy con Ben này á thì bộ nhông nó thì anh em đã biết rất là bền đó, rất là mượt nha. Ủ nhông của nó thì toàn bộ bằng đồng thau hết nha mọi người. Đó, ngoại hình thì có xây sát. Con này thì chuyên về cho anh em nào câu dầu đếm nè, ba sa, cá bông lau, anh em câu biển mà anh em dạng tải chì cao á. Đó. Để mình tháo bộ nhông qua cho tháo cho anh em xem bộ nhông ở trong nhé. Nhông ở đây. Đây. Nhông bằng đồng nha. Bánh nhông trục tải rất là lớn luôn. Đây, lắp vào đó. Nó nhông trục tải rất là lớn nha mọi người. Đây, động thế này. Đồng thau nhé. Rồi, ok. Để lắp lại nhé. Mở bò của nó thì cũng còn nguyên zin nhé. Đóng đen hết trơn nè. Nó bệnh về thì cũng chưa vệ sinh gì đâu. Đó. Bánh nhông tải rất là lớn, đồng thau. Cái này chiên về cho anh em tải cá nhé. Ok, để mình lắp lại và qua mã tiếp theo cho mọi người. Máy số 1 giá là 800 mọi người, 800k. Thì con máy này nếu xét về xây á, xây nó ra tầm khoảng 9.000 10.000 nhé. Máy tương đối to, hoạt động mượt mà. Nhông thì anh em có thấy rất là xịn nhé. Rồi, giá công khai con máy số 1 giá là 800k cộng ship. Tiếp theo máy số 2. Thì máy số 2 cũng vậy thôi, một con Ben Mỹ quay tay trái đó. Đây mình sửa đây nhé. Đây cốt thì mấy con này thì cốt to hết trơn rồi đó. Mấy con Ben này thì anh em yên tâm về mặt này. Đây. Con này thì còn tương đối, ngoại hình còn tương đối sáng hơn con nãy nha mọi người đó. Nên giá nó sẽ cao 1 tỷ. Thì mấy con này về thì anh em về câu ngâm, câu bạc, câu bạo lực đó. Mô bin thì ngon lành. Con lăn này bằng quảng lây nhá, quảng lăn nhá, lăn này bằng đá rồi đó. Rất là bền đó. Mấy con này nó gơ tầm khoảng 50 năm 60 năm rồi. Nhông thì vẫn là nhông đồng thau nha mọi người. Trục tải nhông rất là lớn nên rất là khỏe, rất rộng mượt mà. Được, ok, quay tới ok. Ngon lành nhé. Rồi, giá công khai máy số 2 đẹp hơn 1 tỷ. Cối nó thì cũng ít bị oxy hóa hơn nè, đó. Cối nó đẹp nhé. Rồi, giá công khai máy số 2, giá 1 triệu 2 này, 1 triệu 2 cộng ship máy số 2. Tiếp theo máy số 3. Thì máy số 3 thì vẫn là một con máy Ben thôi. Đây là một con máy Ben vẫn là của Mỹ sản xuất. Anh em, máy USA. Thì con này là 5500SS, máy đổi trái phải bình thường, bị mất cái tem bên đây, mất cái tem bên đây đó. Bô pin thì quên vẫn sống nè đó, tiếng rắc vẫn ok, hơi nhỏ một tí bị xấu này đó. Lấy cốt ok, hoạt động ok đó. Hoạt động thì cái đầu nó hơi bị lắc nè đó, sau thì mình sẽ báo cho anh em rõ ràng như vậy. Quay ngược ok, quay tới ok. Đó, con này về cho anh em là cô ngâm nhé.
xây này ra tầm khoảng 5.000-6.000, có thể lớn hơn một tí. Ngoại hình xây sát rồi, giá công khai máy số 3 giá 700k rồi, 700k cộng ship máy số 3. Tiếp theo máy số 4, máy số 4 lên cho mọi người là một con máy của Daiwa, một con Daiwa Cadia. Tay quay là tay quay xịt răng, tay quay dặn nè đó. Thì con Cadia này một con 2506H, máy có nông be 0.8 á, vô được là 140m, be số 1 vô được 110m nha. Mô pin kêu rất là đanh nha mọi người, mô pin kêu rất là đanh, con lăn ok. Tổng thể ngoại hình thì có xe sát nè, nó xe sát đây tí đó. Nói chung thì con này về cho anh em nào lua câu ngâm, dạng anh em câu mà câu cá lăng, câu nhỏ nhỏ nhẹ nhẹ thôi cũng rất ok nhé. Máy này được sản xuất tại China. Rồi, giá công khai của máy số 4 giá là 1.1 triệu nhé người, 1.1 triệu cộng ship. Giá này là bao anh em luôn á, giá cực kỳ mềm này, 1.1 triệu cộng ship nhé. Máy thì hoạt động im mượt nha người, rất là im luôn nè, đó im thị thầm nhé. Và máy này có mạc siêu, thì mạc siêu thì công nghệ kháng nước của Daiwa nha mọi người, kháng nước kháng muối luôn, động ngược ok, tới ok, rất là mượt nhé. Rồi, giá 1.1 triệu cộng ship máy số 4. Tiếp theo máy số 5, thì máy số 5 lên cho người một con máy Tiwin. Đó, đây là một con Tiwin 1000. Thì xe máy 1000 này rất là nhiều anh em săn nè, đó. Đây, một con máy 1000, tổng thể ngoại hình còn tương đối sáng nha mọi người, đó. Đây, một con 1000. Thì con 1000 này về cho anh em nào câu lóc, câu cá chê, hầu dịch vụ thì rất ok, đó, câu cá chép. Hàng của Nhật nha mọi người, Mercedes-Benz. Con lăn rồi ok, đó. Anh em có thể câu cá hanh, cá cháp. Đó, máy 1000 thì rất là nhỏ gọn này, ngoại hình tương đối ok. Thì 1000 thì cước số 1.5 vừa là 130m, cước số 2 vừa là 100m. Máy thì hoạt động ngon lành, đó, mượt mà nhé, không phải nói là rất là mượt luôn. Đó, nó được ok, quay tới ok, phá dính. Đó, rồi giá công khai mãi số 5 giá là 1.4 triệu nha mọi người, 1.400k cộng ship. Tiếp theo mãi số 6, mãi số 6 lên cho người vẫn là một con máy Tiwin. Đó, nhưng mà con này một con Tiwin 3000. Đó, con Tiwin 3000 tay quay đôi. Đó, máy thì lên em nhìn đây rất là sáng nha. Hàng được sản xuất tại Nhật nè. Đó, đây, máy rất là sáng, cõi đây. Đó, ok ha. Tay quay là đặc biệt là tay quay đâu nhá, con này chuyên về cho anh em mình câu lua. Với cái đời này thì nó rất là bền nha mọi người, đó, độ bền bỉ nó rất là cao. Cõi nó thì có bị cái vết ố nhẹ chỗ này thôi, đó. Đó, bán hàng thì quay soi kỹ cho anh em. Tổng thể còn lại thì rất là đẹp. Ok, máy 3000 thì cước số 3 là 150m, cước số 4 vô được là 100m nha người. Máy thì hoạt động rất là mượt à, ngon lành nhé. Quay ngược ok, quay tới ok. Đó, pha dính pha dính. Rồi, giá công khai máy số 6 giá là 1.3 triệu người, 1.300k cộng ship máy số 6. Tiếp theo máy số 7, số 7 lên cho mọi người là một con máy của Shimano. Đó, thì, lần trước thì bán đến đời rất là nhiều. Đó, rất là mượt. Và đây là một con máy Shimano 4000 nha mọi người. Đây, một con máy Shimano 4000 đời 2008 và cái đời cuối cùng được sản xuất tại Nhật nhé. Đây, Mercedes-Benz nha mọi người. Đó, đây một con 4000. Đây, máy thì ngoại hình có xay sát nhé, đây xay sát nha mọi người. Đó, máy xay sát thì báo cho anh em xay sát.
đây xây xác, xây xác nhé, đây xây xác. Và đổi lại thì con máy này hoạt động rất là êm, rất là êm mượt luôn. Đây để cái camera cho anh em xem, rất là mượt nhé, không rung, không lắc, không xào luôn. Đó, hoạt động ok. Tay quay là tay quay xích cốt nha mọi người, hoạt động rất là mượt. Bô pin là bô pin sống, để cước ok. Thì máy số 4 thì cước số 4 sẽ được 150m, cước số 5 sẽ được 125m. Be thì anh em be số 2 chưa được là 270m nhé, be 1.5 chưa được 320m. Cói ok, quyền trên ok nha mọi người. Đó, quyền dưới thì nó bị ốm một vết ốm nhẹ chỗ này. Đó, sau thì sẽ báo gõ cho anh em về. Rồi giá công khai máy số 7 giá là 1.750.000 mọi người, 1.750.000 cộng ship. Đó, giá cực kỳ ok nhé. Rồi tiếp theo sẽ là máy số 8. Số 8 mình sẽ lên cho mọi người một con máy của hãng Daiwa. Thì đây là một con máy Daiwa Gadia, một con Gadia được sản xuất tại Nhật. Đó, một con máy dạng tầm trung cẳng cao cấp, máy hoạt động rất là mượt nha mọi người. Đó, đây là một cái bản nâng cấp của dòng Daiwa Kit nhưng mà hoạt động xịn sò. Tay quay scope nè, đúng không? Đây mọi người. Máy thì tổng thể ngoại hình thì có xây xác nhé. Bên bản máy xây xác thì bảo cho anh em xây xác. Đây, đây xây xác cái này nha mọi người. Thân là thân kim loại nhé. Trỗi thì đẹp này. Thì đây một con Paradis, con Gallia 2500, thì nó có xây tương đương với tầm khoảng 3000 Shimano nha mọi người. Thì cước be số 1.5 á vô được 200m, cước số 2 vô được 200m, cước số 3 vô được là 150m. Con lăn đẹp nhé, con lăn sáng đẹp, bộ pin dẫn sáng đẹp ok. Con này thì anh em thích hợp về anh em lua lóc nhé, lua lóc, lua chẽm. Đó, rất là đẹp con máy. Đây, đây anh em, xước rất là ít, có bị xước cái này nhiều nè mọi người. Xước nó chốc lớp sơn mạ thôi. Đó, thì con này mình bán thì mình tặng cái dây bia theo máy cho mọi người luôn nhé. Đây, dây bia nó rất là nhiều lỗi nè mình. Đó, anh em thấy anh em lấy bè này thì anh em bán 100-200 ngàn một cuộn ha, để vào mình tặng cho anh em luôn. Máy hoạt động rất êm nha mọi người, máy thì hoạt động êm mượt rồi, rất là mượt luôn. Pha dính nè, đó, quay ngược nè, ok nè, đó, rất là mượt nha, êm là êm thì thầm. Rồi giá công khai máy số 8 giá là 1.800.000 nha mọi người, 1.800.000 cộng ship một con máy số 8, máy còn tương đối sáng nhé. Tiếp theo máy số 9, máy số 9 sẽ lên cho mọi người là con máy Abu. Thì đây một con Abu tay quay đôi, tay quay đôi 2500, máy chạy là 4 mặt đạn nhé, chạy 4 mặt đạn, con lăn đẹp. Và con máy này là một con máy hàng trưng bày nên tổng thể ngoại hình nó ra tầm khoảng 98% máy cho qua sử dụng nhé. Bộ pin sống có dây theo máy luôn. Đó, máy rất là đẹp tại vì tôi Abu này thì chuyên về cho anh em là câu lua nhé. Đó, chuyên về cho anh em câu lua, Gateo của nó là 5.1.1, máy thì hoạt động êm mượt đây. Đó, thì cước số 2.5 sẽ được 150m cho mọi người. Rồi giá công khai máy số 9 giá là 650k người, 650k cộng ship máy số 9. Tiếp theo máy số 10, máy số 10 sẽ lên cho mọi người vẫn là một con máy Abu. Thì đây một con Abu Cardino S 5000, con S 5000 này thì nó xe tương đương ra tầm khoảng 6000 Shimano nha mọi người, 6000 Shimano, hoạt động mượt mà, tay quay là tay quay nắm tròn. Đó, ok nhé.
Mặt đạn thì nó chạy 4 mặt đạn, máy thì dạng dạng trưng bày, nó GTA mới, nó GTA khoảng 98%, máy chưa qua sử dụng, máy rất là đẹp nhé, có cước đi theo máy luôn. GTO của nó là 4.8.1, con này quẹ cho anh em lua lóc luôn nhé, thiệt là ok nè, đó, bộ pin ok, máy thì hoạt động ngon mượt rồi, đó, rất là mượt nhé. Anh em câu ngâm câu lăn xê thì cũng thả ra thoải mái luôn. Thì con này cước số 6 sẽ đưa 150m, xe tương đương với 6.000 Shimano nha mọi người, có kim loại nhé. Rồi giá công khai mã số mừng, giá là 750k người, 750k cộng ship, mã số mừng. Tiếp theo mã số 11, máy 11 sẽ lên cho mọi người là một con máy Abu. Thì đây một con Abu Super Ron gì nè mọi người, đó. Thì con này thuộc cùng dạng hàng lướt nha mọi người, hàng lướt. Ở đây. Máy này thì sẽ full hợp. Đó. Full hợp giấy tờ đầy đủ nhé, giấy tờ lông đền đầy đủ. Con hàng lướt lấy từ thị trường Nhật về nha mọi người. Con này GTO của nó là 6.2.1, 5 mặt đạn. Và con này nó dây bia số 2 sẽ được là 220m, xe tương đương có tập khoảng 3.000 Shimano nha mọi người. Đó. Các nước mà nó xuất ra đây. Đó. Hàng được sản xuất tại China nhưng mà nó xuất Thụy Điển rồi tùm lum hết, có xuất Nhật đó. Máy tay quay xích cốt. Nấm tròn bự. Máy chạy 5 mặt đạn. Máy rất là mới nha mọi người. Mô pin gắt nghe cũng rất là đã. Đây. Máy rất ok nha mọi người, rất là đẹp. Đây xích cốt đây. Tay quay nấm là kim loại. Tay quay kim loại nhé. Máy thì hoạt động rất là mượt đây. Đó, dòng Abu này hoạt động bao mượt cho mọi người. Đó. Em gu nhé. Bộ pin xích răng. Thì máy này máy đời cao nên nó sẽ không có cấp phá trả ngược nhé. Rồi. Giá công khai con máy số 11, giá là 1.2 triệu người, 1.2 triệu cộng ship máy 11. Bởi giá này giá dạng thanh lý luôn nhé. Tiếp theo máy 12 và máy 13. Máy 12 sẽ lên cho mọi người là một con máy câu ngâm. Máy câu ngâm cho anh em câu biển, câu dít nè. Thì đây một con máy Shimano Ashigation SW8000 BG nhé. Dòng BG là dòng tua chậm nha mọi người. Tua tầm khoảng 4.8, 4.6, 4.3 nhé. Máy thì rất là đẹp. SW này thì nó sẽ là kháng muối nha mọi người. Kháng muối, kháng nước. Máy rất là đẹp nhé. Chiếc này thì mình chỉ còn sót là một con này duy nhất thôi. Đó, lần trước về cũng rất là nhiều. Thì máy được sản xuất tại Malaysia nha mọi người. Máy được sản xuất tại Malaysia. Con năng cước còn đẹp nè. Đó. Mô pin đẹp. Máy thì tổng thể ngoại hình nó gây tầm khoảng 93-95% nhé. Máy rất là đẹp. Con này cho anh em câu ngâm, câu dít biển, câu bạc bãi. Đó. Câu cá cha, câu cá cha. Có cái chà thịt thả ra, máy rất đẹp. Tay quay xích cốt nhá, nấm tròn, nấm Shimano. Máy thì hoạt động ngon lành này, rất là mượt nha mọi người. Quay ngược ok, quay tới ok, rất là ngon nhé. Rồi thì máy này máy 8.000 thì cước số 8 sẽ vô được là 160m. BE thì anh em BE số 5 sẽ được là 250m, BE số 4 thì được 300m. Rồi giá công khai máy số 12 giá là 2 triệu nha mọi người, 2 triệu cộng ship máy 12. Đó, giá cực kỳ ok nhé. Tiếp theo mã số 13,
13 sẽ lên cho mọi người một con máy Bio. À, đây một con Bio Master 6000 BG nha mọi người, 6000 BG, dòng máy cẩu cá, chuyên dành em cẩu cá. Dòng máy này về Việt Nam bây giờ cũng còn rất là hiếm mày. Đó. Thì loại này nó nghỉ sản xuất rồi mọi người. Đó. Nhưng mà độ bền của nó thì rất là cao. Đây. Máy tổng thể ngoại hình thì có xây sát nhé. Máy có xây sát thì báo cho em xây sát. Đây. Tổng thể của này thì còn rất là đẹp. À, máy được sản xuất tại Nhật nha mọi người. Đó. Đời này đời 2006 được sản xuất tại Nhật. Nó sẽ ướt chỗ này nè, xây sát cái này nè mọi người. Đó. Xước cái đây nữa. À, xước chỗ con lăn này nữa. Nhận xước thôi nha mọi người. Con lăn thì vẫn lăn bình thường nha, ngon lành nha mọi người. Đó. Chứ không phải là cứng ngắc cứng đơ đâu. Tổng thể như đó thôi, tổng thể còn lại còn rất là tương đối đẹp nhé. Cối thì đặc biệt là không bị muối ăn nha mọi người. Đó, không bị muối ăn, không bị oxy hóa nè. Đó. Hoạt động thì mượt mà. Đó. Rất là mượt luôn. Đó. Con này anh em về cậu ngâm, cậu cha. Đó. Cậu cha thịt, cậu cha giải thì rất là im. Đó. Máy hoạt động im mượt. Máy được ok, quay tới ngon lành. Đó. Mượt mà nhé. Thì con này 6000 thì cước số 6 sẽ được 170m. BE thì anh em câu BE số số 3 sẽ được 300m, BE số 5 sẽ được 170m. Rồi, giá công khai mãi số 13 giá là 2.3 người. À, 2.3 cộng ship mãi số 13. Rất là êm nhé. Tiếp theo sẽ là con máy số 14. Thì con máy số 14 lên cho người là một con máy hàng khá nổi tiếng. Đó. Thì đây một con máy Daiwa CTS. Một dòng Daiwa CTS 3000. Máy có mạch siêu, nó kháng muối, kháng nước. Đó. Đây, Daiwa CTS 3000. Thì con này nó chạy hình như là 10, 11 mặt đạn đó mọi người. Đó. Nó bị con này thì nó có xây sát nha mọi người. Đó, xây sát nha. Nó gõ cho mọi người biết luôn. À, thông số bị mai một tí nè, hình như con này cứ BE số 2.5 chỉ được 200m cho người. À, 2.5 chỉ được 200m, BE số 1.5 chỉ được 130m. Con này về chơi chiên về cho anh em mà câu lóc gừng. Đó, câu nhá thật. À, anh em câu dít, câu ngâm bạc bãi cũng rất ok. Đó. À, CTS 3000 thì xây nó tương đương ra tầm khoảng 4.000-5.000 Shimano nha mọi người. Nó sẽ lớn hơn máy Shimano một tí. Đây, máy hoạt động rất là mượt. Đó. Tay quay là tay quay núm độ nha mọi người. RCS nè, đó, núm tròn. Quay ngược ok. Đó. Máy thì rất là mượt rồi. Đó. Anh em thấy chuyển động rất là mượt mà. Đó. Xây là chân chu luôn nhé. Đây, để tay quay thế này thì anh em đã biết máy nó chân chu cái nào. Đó. Rất là mượt. Tội cái là máy nó có xây sát mọi người. Đó, xuất dâm nè. Đó. Nhưng đổi lại thì cái hoạt động của nó thì rất là ok nhé. Và cái giá nó thì cũng rất là mềm. Đó. Máy thì cối, đảm bảo với mọi người cái cối này thì không bị xước nhé. Rất là đẹp. Đó. Rất ok, tiếng gắt nghe cũng rất là đã. Con đăng cũng ok luôn, máy hoạt động ok luôn. Đó, nó chỉ có xây sát thôi. Rồi, giá công khai mãi số 14, giá là 2.5 mọi người. Đó, 2.500k cộng ship, con mãi số 14. Một con về cho anh em nào câu mà không quan trọng ngoại hình đó, câu cá lóc rất ok nhé, câu cá lóc, câu ngâm. Đó, đặt bãi cũng rất là ok. Rồi, tiếp theo mãi số 15. 15 lên trong người vẫn là một con Daiwa CTS. Đó. Thì đây một con Daiwa CTS 2500. Đây một con 2500. Thì với xây 2500 này thì nó có xây ra tầm khoảng 3.000-4.000 Shimano nhé. Đây để con 4.000 kế bên nè mọi người. Đó, nó cũng na ná nhau nè. Đó. Thấy không?
còn 4.000 với con 2.500 thì nó cũng dạng na ná nha. Con này ra tầm khoảng xây gần khoảng 3.000-4.000 nha mọi người. Máy có mặt siêu nè, đó. Máy mặt siêu, kháng nước biển nhé, kháng mối. Máy thì tổng thể ngoại hình con này đẹp này, công nhận con này đẹp. Rất ok ha, bộ bị sống. Con này bia số 1.5 sẽ được 200m, bia số 2 sẽ được 150m. Con này về cho anh em câu lóc nhé, câu lóc chẽm. Và đây nó không bị xước nữa mọi người, rất là đẹp. Máy được sản xuất tại Nhật, Mercedes-Benz. Máy thì nguyên zin, tay quay chiếc cốt, hoạt động mượt mà. Đó. Máy đẹp, tổng thể của anh ra tầm khoảng 93% nhé, hoạt động mượt mà. Quay ngược ok, quay tới ok. Đó, rất là mượt nhé. Đây nè, để kế bên cho anh em nghe luôn, không có tiếng xào nhé, ngon lành. Rồi giá công hàng mã số 15, giá là 3 triệu nha mọi người, 3 triệu mã số 15. Tiếp theo mã số 16 sẽ lên trong người vẫn là một con máy Daiwa Cetet. Thì con Cetet này, một con Daiwa Cetet đời 2013. Thì con này nó là 2510 nha mọi người, 2510. Và máy này có xây sát nhé, máy xây sát. Cước thì cước bia số 1 sẽ được 200m, bia 1.5 sẽ được 150m. Đây anh em, có xây sát nè. Đó. Thì máy xây sát nhé. Con này mà không xây sát thì nó ra tầm khoảng 3 triệu ngoài á mọi người. Đó. Đây, nó xây sát nha mọi người. Đó. Con này anh em về câu lóc cũng rất là êm, mà có cũng tương dạng là có sâu nhé. Câu lóc, câu chẽm. Xây sát ở đây nữa nè. Đó. Máy được sản xuất tại Nhật. Xây sát nhưng mà hoạt động thì mượt mà mọi người, họ hoạt động rất là mượt. Đó. Tay quay xích cốt. Hoạt động ngon lành nhé. Tiếng mua pin cũng nghe rất là đã. Con lăn có mặt siêu luôn. Pha dính. Quay ngược ok nè. Đó. Máy rất là mượt nè anh em, nó thấy không? Độ mượt của nó thế này thì còn gì bằng nữa. Rồi, giá công khai máy số 16, giá là 2.4 triệu nha mọi người, 2.500k cộng ship vì ngoại hình nó có xe sát nhé. Tiếp theo máy số 17, con cuối cùng. Thì 17 cuối cùng lên cho mọi người là một con máy 2000. Đó. Soret 2000 BB. C2000 SSBG nha mọi người. Đó. Thì con này về thì nó có túi, có hộp, có lông đền thay thế luôn. Đó. Đây thông số nè mọi người. Thì con này GTO của nó là 4.3.1, rắc của nó là 3 kg, nặng là 200g. Mặt đạn của nó sẽ là 5.5+1 nha mọi người. Thì con này dây bia số 0.6 sẽ được 140m nhé. Bia 0.6 sẽ được 140m. Máy được sản xuất tại Malaysia. Đời là đời 2018 nha mọi người. Đời 2018. Đời cũng tương đối cao. Đây mọi người. Thì con máy này nó được độ núm chống ngã mọi người. Đó, núm chống ngã hợp với máy luôn. Nhưng mà nó sẽ không có núm zin của nó đâu. Đó, núm zin của nó thì không có. Máy thì ok. Ngoại hình đẹp đây. À, có xây sát li ti và điểm thôi. À, con này về cho anh em câu hanh câu cháp nè, rất là êm nè. À, lua hanh lua cháp rất là êm. Máy được sản xuất tại Malaysia nhé. Tổng thể qua hình thì con này nó ra tầm khoảng 93% nha thôi nha mọi người. À, có thể xây sát cái này một tí vì nó có lớp mạ sơn đen thì nó rất là khó nhìn, nhưng mà nhìn bằng mắt nhìn kỹ thì sẽ thấy. Thì mình bán máy thì xong mình sẽ báo cho anh em vậy. Cối nó thì rất là đẹp, đầu cối và tiếng mua bê của nó rất là đẹp và hay nè. Đó. Máy này của Shimano rất ok ha. Con này về câu hanh là câu cháp là ok liền. Đó. Máy thì hoạt động rất là mượt. Anh em có thể câu cá chê, câu cá lóc dịch vụ thì ok. Đó, rất đẹp. Đó, anh em câu chép cũng được.
máy hoạt động rất là mượt nha, nhẹ mượt êm. Rồi giá công khai máy số 17, giá là 1.800.000 này, 1.800.000 cộng ship máy 17, giá cực kỳ ok đó, với một con máy thế này giá 1.800.000. Rồi đó tổng cộng 17 con máy là cho mọi người hôm nay, để mọi người ưng cái nào thì chốt để lại shop, trong khỏi shop tự động liên hệ với mọi người nhé. Rồi cảm ơn mọi người.